Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tôi đang tự hỏi vì sao dạo gần đây ngày càng xuất hiện thêm nhiều vụ gây rối an ninh trật tự của công giáo tại các tỉnh miền Trung đến như vậy, đặc biệt là các hoạt động do những linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Lê Công Lượng liên quan đến các hoạt động về lấn chiếm đất đai trái phép, kích động giáo dân gây rối, biểu tình và những phát ngôn xuyên tạc các chính sách của pháp luật của nhà nước, chống đối chính quyền. Bản thân tôi nghĩ rằng để những linh mục trên dám ngang nhiên làm tới như vậy không hẳn là việc ngẫu nhiên, mà phải có một ai đó đứng đằng sau chống lưng, cổ xí mới đúng. Chắc mọi người cũng biết, người có chức thánh đứng trên những linh mục mà tôi đã kể, không ai khác chính là vị giám mục Nguyễn Thái Hợp. Có ai biết được đâu, khi mới về tiếp quản giáo phận Vinh, cha Nguyễn Thái Hợp bày tỏ những lời tha thiết với quê hương xứ Nghệ rằng, thay vì đón tiếp một tân giám mục, đức cha, quý thầy, quý tu sĩ và anh chị em đang mở rộng vòng tay để đón nhận một người con xứ Nghệ đã xa quê hương 56 năm, nay được trở về để sống chết nơi đi miền đất mẹ. Hai vị tân giám mục lúc đó còn khẳng định, theo yêu cầu của tòa thánh, tôi về đây như một người con của quê hương, trở về nơi cội nguồn của mình, như máu chảy về tim, và tha thiết kêu gọi quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em cộng tác với tôi, để chúng ta có khả năng phục vụ giáo phận cũng như quê hương đất nước nhiều hơn nữa. Chính vì những lời nói có cánh đó, chính quyền và bà con giáo dân nơi đây đã hy vọng rằng giám mục Nguyễn Thái Hợp sẽ mang trí tuệ, những kiến thức của mình mà ông được học ở bên ngoài về đóng góp nhiều hơn cho quê hương, xây dựng giáo phận Vinh thành hình mẫu của một giáo hội công giáo sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Không biết cha Hợp có học bác uyên thâm đến đâu, đức cao vọng trọng đến đâu, nhưng từ khi cha về tiếp quản giáo phận năm 2010 đến nay, dường như giáo phận Vinh từ một giáo phận vốn yên bình nay đã trở thành một giáo phận nóng, phức tạp với nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, biến những giáo dân vốn hiền lành, chân quê thành những kẻ chỉ biết nổi loạn, gây rối, chống đối chính quyền. Hơn nữa, với cương vị là người đứng đầu giáo phận Vinh, là vị chủ chăn của giáo phận và hơn hết là chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay vì phải xử lý nghiêm những cái vụ việc vi phạm pháp luật, đi ngược lại với lời răn của Chúa, lời huấn của giáo hoàng, của các mục tử và tu sĩ thuộc giáo phận do mình quản lý đã gây ra trong thời gian qua, thì giám mục Nguyễn Thái Hợp lại ngấm ngầm dung túng ủng hộ và xúi giục họ. Khi sự việc chưa dừng lại ở đó, thì hôm ngày 3 tháng 8 năm 2017 vừa qua, vị giám mục Nguyễn Thái Hợp đã cùng đoàn tùy tùng của mình sang Đài Loan để gặp gỡ một số tổ chức hội nhóm tại Đài Loan, trong đó có cả Văn phòng Trợ giúp Pháp lý Cô dâu và Công nhân Việt Nam, là một nhóm thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân tại Đài Loan do linh mục Nguyễn Văn Hùng đứng đầu, để tiến hành các hoạt động cái gọi là kêu gọi đấu tranh pháp lý cho nạn nhân của vụ thảm họa Formosa. Đáng chú ý, vào ngày 4 tháng 8 năm 2017, trước khi tiến hành cuộc họp báo tại Quốc hội Đài Loan, linh mục Hợp đã có cuộc phát biểu ngắn với báo chí Đài Loan và quốc tế ở đây với nội dung chủ yếu là xuyên tạc tình hình trong nước về chính sách đền bù, khắc phục hậu quả Formosa gây ra ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Ngoài ra, ông còn trắng trợn vu cáo cho rằng thời gian qua chính quyền Việt Nam đàn áp những giáo dân tham gia biểu tình gây rối. Nhà cầm quyền còn dùng công an và cả côn đồ để đàn áp những người dân biểu tình để ủng hộ các nạn nhân của thảm họa môi trường, và hơn nữa để đàn áp những nạn nhân họ chưa được bồi thường, họ biểu tình một cách ôn hòa để được bồi thường và họ bị đàn áp. Nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa ra một quyết định là tỉnh nào được nhận đền bù, và qua đưa ra thông cáo là ai là người nạn nhân được nhận đền bù. Trong chúng tôi cũng bây giờ cũng không biết là nhà nước đã bồi thường bao nhiêu. Là một vị giám mục đứng đầu của một giáo phận mà linh mục Nguyễn Thái Hợp lại có những hành động và phát ngôn như vậy, thì thật sự toàn thể nhân dân Việt Nam không thể nào chấp nhận được. Người xưa có một thành ngữ mà tôi ngẫm lại quả thực không bao giờ sai: thượng bất chính, hạ tắc loạn.